Vâng, thưa diễn giả Nguyễn Thanh An, ông có thể giải thích là tại sao hiện nay thì vẫn xảy ra một số sự vụ như là khách hàng thì có thể tố công ty bảo hiểm là lừa đảo không ạ? Thực ra thì trong suốt hơn 20 năm qua của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam thì đúng, hàng năm hầu như vẫn có những cái sự vụ mà khách hàng có những cái kiện tụng, những cái kêu ca phàn nàn về cái việc là họ không được nhận cái tiền chi trả bồi thường mà khi mà họ gặp những cái sự kiện về bảo hiểm, những cái rủi ro. Thì thực ra nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nhau, mà một cái trong những cái nguyên nhân chủ yếu đó chính là khi mà khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm thì họ không đọc kỹ cái bộ hợp đồng để họ tức là phải hiểu được rằng là khi nào thì mới được nhận quyền lợi theo cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó. Cũng có cái tình huống thứ hai là cái trách nhiệm của người tư vấn viên khi mà tư vấn cho khách hàng thì đã không tư vấn kỹ những cái điều khoản loại trừ khi mà tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì bất cứ một cái sản phẩm bảo hiểm nào thì nó cũng có quy định rõ ràng là trường hợp nào thì được bồi thường, trường hợp nào thì không được bồi thường. Cho nên là người tư vấn viên đã không có tư vấn kỹ cho khách hàng, không chia sẻ kỹ và giải thích kỹ cho khách hàng về các cái điều khoản loại trừ, thì đó là cái trách nhiệm của người tư vấn viên. Và cũng có một cái tình huống tiếp theo là như cái phần trước thì An có chia sẻ là có những cái tình huống khách hàng cố tình trục lợi quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, gian dối khi mà cung cấp các cái thông tin để mà tham gia bảo hiểm, và khi mà xảy ra cái sự kiện bảo hiểm mà ngoài cái hợp đồng cam kết thì vẫn cứ đòi quyền lợi, và khi không đòi được thì khách hàng mới tố là công ty bảo hiểm nhân thọ lừa đảo khách hàng. Thưa ông, theo tôi được biết thì đôi khi thì cũng có những thỏa thuận ngầm giữa tư vấn viên và người tham gia bảo hiểm nhân thọ về việc chia hoa hồng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, và nhiều người thì cho rằng là điều này tốt cho cả đôi bên. Vậy thì ý kiến của ông về vấn đề này là như thế nào ạ? Thực ra thì cái khoản hoa hồng mà người tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ được nhận ấy, nó là cái tiền công mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người tư vấn viên vì đã có công tư vấn và phục vụ khách hàng lâu dài sau này, thậm chí là 20 năm, 30 năm phục vụ khách hàng sau này. Và cái tiền mà hoa hồng tư vấn viên được nhận ấy, nó không phải là tiền bớt ra từ tiền khách hàng đóng vào, mà đây là một phần nhỏ từ lợi nhuận đầu tư mà công ty bảo hiểm nhân thọ tính trước, dự kiến trước và chi trả cho người tư vấn. Tất nhiên là cũng phải rất là cảm ơn khách hàng đã tham gia đóng tiền vào thì công ty bảo hiểm nhân thọ mới có tiền để đi đầu tư. Thế nhưng cái đó là cái phần nhỏ lợi nhuận đầu tư, chứ không phải là khách hàng đóng vào 50 triệu sau đó là bớt ra một phần để chi trả cho người tư vấn viên. Thế cho nên là cái điều rất quan trọng trong cái nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của người tư vấn viên ấy là bản thân người tư vấn viên phải hiểu rõ cái bản chất hoa hồng mà mình được nhận là tiền như thế nào, và tuyệt đối không được dùng cái tiền hoa hồng đó để mà khuyến mại hay mà để chia cho khách hàng nhằm khuyến dụ khách hàng tham gia. Thế cho nên là những tư vấn viên mà thực hiện cái việc đó là đã vi phạm cái đạo đức và quy chế nghề nghiệp. Còn đối với khách hàng ấy thì theo tôi cũng 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 rất là muốn chia sẻ với quý vị khách hàng như thế này, là khách hàng thì không nên, xét về cả tình và lý thì không nên là đề nghị người tư vấn viên chia cái phần hoa hồng đó cho mình. Về mặt tình là gì? Bản thân chúng ta khi mà đi làm thì đều cần phải có thu nhập. Nhưng nếu không có thu nhập thì mình sẽ không đi làm được. Cho nên người tư vấn viên, người ta mất công lặn lội đi tư vấn cũng rất là vất vả cho khách hàng. Vậy thì họ được cái tiền công đó để mà chăm sóc bản thân và gia đình, thì khách hàng cũng không nên là đề nghị họ chia cho mình cái phần đó. Đó là xét về tình. Còn xét về lý thì cái tiền hoa hồng nó không phải là tiền trích ra từ tiền khách hàng đóng vào, mà như An nói lúc nãy, nó là tiền công mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho họ được trích ra từ lợi nhuận đầu tư. Cho nên về cả tình và lý thì khách hàng không nên đề nghị tư vấn viên chia hoa hồng. Còn nếu như mà quý vị khách hàng mà thấy có tư vấn viên nào họ chia cái phần hoa hồng đó cho mình, họ dùng cái tiền hoa hồng đó mà chia cho mình thì cũng phải rất lưu ý. Bởi vì cái người tư vấn viên mà dùng tiền công của mình để chi cho khách hàng nhằm khuyến dụ khách hàng ấy, thì An nghĩ rằng họ tư vấn nó sẽ không được chất lượng. Họ tư vấn, cố tư vấn để ký được hợp đồng thôi. Và cái nữa là trong quá trình phục vụ sau này thì khi ví dụ khách hàng đã nhận tiền công của họ rồi, một phần tiền công mà tư vấn viên được nhận lại chia cho khách hàng, thì sau này họ sẽ không thể chăm sóc quý vị khách hàng một cách chu đáo và đầy đủ nữa. Thế cho nên theo An thì quý vị nên lựa chọn một người tư vấn viên tư vấn trung thực, hết mình, tận tâm vì khách hàng và sẽ phục vụ lâu dài quý vị hơn là việc đề nghị tư vấn viên chia hoa hồng của họ cho mình. Vâng, xin cảm ơn diễn giả Nguyễn Thanh An với những tư vấn vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, tiềm năng của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam còn rất lớn khi tỷ lệ người có bảo hiểm nhân thọ chỉ chiếm khoảng 8% dân số. Tuy vậy, trước sức ép cạnh tranh về thị phần, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành tuyển đại lý ồ ạt, dẫn đến những tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và công ty bảo hiểm,
khiến hình ảnh bảo hiểm nhân thọ có phần trở nên méo mó tại Việt Nam. Đã đến lúc các công ty bảo hiểm cần chú trọng nhiều hơn đến khâu đào tạo, quản lý các đại lý nếu không muốn bị khách hàng quay lưng. Đến đây thì chương trình câu chuyện hôm nay cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn diễn giả Nguyễn Thanh An đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.